Bây giờ Lị sẽ test cho anh em mình nghe thử âm thanh của em nó. Đây là anh em mình nổ lên, đây là cái tiếng nổ găng ti các bạn nhá, tiếng nổ găng ti. Đó, tiếng nổ găng ti anh em nha. Và bây giờ Lị sẽ nẹt nhỏ nhỏ một chút để cho các bạn nghe thử. Có X2 4 số này, X2 135 này. Đấy, X2 135 5 số. Bạn Sơn bạn đang tiến hành là chấm mút quả bi để tránh được những cái ánh sáng hay là những cái hạt bụi ở trong bi. Okay. Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của Lê Lĩnh Vlog anh em. Miền Bắc mình đợt này đang mưa to gió lớn, sấm sét đùng đùng ấy. Hôm nay Lĩnh sẽ gửi đến cho anh em mình một video ở trong nhà các bạn nhá. Xe bên Lĩnh đã triển khai và làm xong một số chiếc xe đến từ các tỉnh thành anh em gửi đến ủng hộ rồi, nhưng mà rất tiếc là thời tiết không ủng hộ cho lắm, cho nên là hôm nay Lĩnh sẽ gửi đến cho anh em một video những sản phẩm mới và bên mình đang thi công lắp ráp tại trong nhà để cho anh em mình tham khảo anh em nha. Đây là bạn Mạc Hồng Sơn, bạn này thì bạn ấy lên cửa hàng Lĩnh được hơn một tháng rồi Sơn nhỉ? Vâng. Hơn một tháng rồi, bạn ấy đang tiến hành đang làm bi cầu cho anh em, gửi về cho anh em phục vụ cho anh em mình đam mê ánh sáng, thì bạn ấy đang làm bi cầu Red Magic 3.0 lên cho chóa quay các bạn nha. Bạn đang tiến hành viết ốc và làm keo. Thì quả bi bên mình làm hoàn thiện thì sẽ bọc cái gen chịu nhiệt này để chống nước các bạn nhé, chống nước để anh em có thể lùm tím của 3.0. Thì chiếc bi này Lĩnh đã gửi đến cho anh em mình ở video hoàn thiện sản phẩm ở trên YouTube khoảng tầm 4 ngày trước rồi. Và hôm nay Lĩnh sẽ chia sẻ cho anh em mình những cái sản phẩm mới và những cái sản phẩm chi tiết mà bên mình đang hoàn thiện. Thì Lĩnh di chuyển tiếp ra góc ngoài này, thì ở đây có ba bạn thợ đang tiến hành làm chiếc xe của em trai Thanh Hóa, cũng lên rất là nhiều đồ các bạn nha. Lĩnh sẽ review nhanh qua cho anh em mình là cây phuộc upside down, cây phuộc upside down tăng chỉnh 18 nấc ở trên này. Đó, XMV-R1 các bạn nha. XMV-R1 tăng chỉnh 18 nấc này. Đó, bánh mâm CNC thì con này chưa vào lốp này các bạn này. Các bạn đang vừa mới căn xong heo và chuẩn bị vào lốp thôi. Đây, em Thiềm có thể quay cho anh của các bạn quay căn xong. Bon chưa? Đấy, bon tít nha các bạn nha. Bon tít quay lại một lần nữa nào Thiềm ơi. Đấy, bon tít anh em nha. Heo Adeline đĩa 290 của XMR, anh em biết combo này rất là đẹp rồi. Chiếc xe này còn lên rất là nhiều đồ nữa thì Lĩnh sẽ review cho anh em mình sau khi anh em mình hoàn thiện các bạn nhá. Ở trong kia thì các bạn ấy, bạn Mạc Hồng Sơn bạn đang là bi, còn ngoài này thì bạn Nam và bạn là họ bạn Hoàng này thì bạn ấy mới lên học việc được có mấy tiếng rồi em? Hôm nay bắt đầu làm chắc được mấy tiếng rồi? Một hai tiếng đấy. Thì bạn này bạn mới lên học và hôm nay bắt đầu gia nhập đội quân của LL Vãi L anh em nha. Và Lĩnh chia sẻ với anh em một chút, khi anh em mình hoàn thiện bi ấy, thì tất cả những chụp si này, những chụp si khi mình cắt xong, đây là chụp si chưa cắt này, còn cái chụp si mà anh em mình cắt xong đây như cái này cắt này, như này cắt xong như này, thì anh em mình sẽ phải chà nhám cái lớp này đi để anh em mình sơn lên thì mình giữ được cái lớp sơn ở trong cái chóa si nó được bền màu và nó sẽ không bị bong chóc khi anh em mình chẳng hạn như nếu như mà có bị va chạm xước thì anh em chỉ thay kính chóa bên ngoài thôi thì bên trong bi vẫn cấu hình vẫn nguyên vẹn đấy, bóng thì sẽ sơn sẽ không ăn. Anh em nhìn quả đèn theo xe của bạn đến từ Thanh Hóa này chất chơi người rơi không đó. Thì đây là các bác đang tiến hành làm cái bước chà nhám si anh em nha, và Lĩnh sẽ review nhanh cho anh em mình ở tủ này và tí Lĩnh sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mới nữa. Anh em mình có thể là tham khảo ít phuộc của Way và phuộc dây sinh boy lắp cho zin cho X-Size 150 tăng chỉnh anh em. Phuộc Way thì Lĩnh đang có ở đây, đang tủ có phuộc Nike Way và phuộc Nike màu vàng đó. Thì gương này, nói chung là những chi tiết này anh em cũng, nếu như các bạn đã theo dõi Lĩnh thường xuyên anh em mình cũng đã biết những cái mặt hàng bên Lĩnh thường xuyên bán rồi. Ở đây thì có mạch tắt đèn của Winner X, mạch tắt đèn của Way đấy. Ok, đây là góc tủ là ngoài này các bạn nha. Nói chung là cũng hàng họ năm nay nó cũng không được phong phú cho lắm, thì do dịch đến công ty còn đói, huống chi là bên mình còn không có hàng để lấy để bán anh em ạ. Đấy, bên hàng Lĩnh thì treo theo chùm thôi anh em nhé, không bày từng sản phẩm ra như nhiều.
Mảng sơn bạn đang tiến hành là chấm mút quả bi để tránh được những cái ánh sáng hay là những cái hạt bụi ở trong bi. Ok, hôm nay Lĩnh sẽ chia sẻ tiếp tục cho anh em mình cái sản phẩm mà Lĩnh muốn giới thiệu cho anh em mình, cái mâm ba đào. Mâm ba đào các bạn nha, mâm ba đào. Mâm ba đào này được sản xuất và nhập khẩu chính hãng của công ty X1R, một thương hiệu nổi tiếng trong những phân khúc đồ chơi lắp như zin, lắp như zin. Mâm ba đào này có của dây sinh boy cũng sản xuất, nhưng mà dây sinh boy làm ấy thì là chỉ lắp zin cho x size 135 năm số thôi. Khi anh em mà muốn lên cho cái mâm ba đào này cho x size 150 hoặc 155 lắp zin ấy, thì anh em sẽ phải chế đối với lại mâm ba đào của JCB các bạn nhá. Còn mâm ba đào của X1R này là anh em mình lắp như zin các bạn nha, lắp như zin. Từ căn cốt ống chỉ bạc đạn là đã có sẵn theo mâm rồi các bạn nhá. Đã có mâm theo, có sẵn theo mâm như này. Đó. Căn cốt ống chỉ bạc đạn sẽ có sẵn như mâm, theo mâm rồi. Và mâm ba đào hôm nay Lĩnh giới thiệu cho anh em mình sẽ gồm 3 màu hot nhất, bán chạy nhất là màu vàng đồng. Vàng đồng các bạn nhá, không phải vàng gold các bạn nhá, màu vàng đồng. Màu vàng đồng nhám các bạn nhá, màu vàng đồng nhám này. Đó, ba đào rất hot luôn anh em. Tiếp theo là một cái màu đen. Anh em nào thích nguyên bản như zin mà xuống được bánh bé thì anh em mình đi con màu đen như zin này, là màu đen bóng các bạn nhá, màu đen bóng. Tiếp theo Lĩnh sẽ giới thiệu cho anh em mình cái màu đỏ candy, đỏ candy, đỏ bóng anh em. Cái màu này phù hợp cho những anh em mà đi trước những chiếc xe Exciter 150 màu trắng hoặc là màu đỏ là phù hợp các bạn nhé. Màu đỏ thì phù hợp với lại cái màu sơn của mình, còn màu trắng thì anh em phù hợp với màu tem và nó sẽ nổi bật cái chiếc xe của mình hơn. Thì Lĩnh sẽ chia sẻ cho anh em mình cái kích thước của mâm vành và chia sẻ cho anh em mình là tại sao lại là lắp như zin anh em nha. Rất là nhiều anh em hay thắc mắc ở cái mâm này. Thì về cấu trúc của cái mâm này là mâm đều là bản 1.6, 1.6 trừ 17 các bạn nhé. 1.6, 1.6 trừ 17 trước sau bánh mâm như nhau. Và anh em chắc hẳn là nhiều anh em hỏi là có lắp được đĩa zin đằng trước không, thì chắc chắn là sẽ không lắp được đĩa zin theo xe các bạn nha. Vì đĩa zin, cái lỗ ốc zin các bạn muốn lên được một cái bánh mâm đẹp ấy, thì chắc chắn là cái đùm đằng trước này, cái đùm đằng trước này nó sẽ phải bé. Thì bé thì không thể là thiết kế được cái 5 lỗ ốc được, cho nên là bắt buộc công ty phải làm là 4 lỗ ốc. Thì khi anh em mà lên cái mâm này ấy, thì anh em mình sẽ phải mua thêm cho Lĩnh một cái đĩa trước 245 mà 4 lỗ này. Thì cái này chắc chắn là các bạn đã chưa bánh bé thì anh em quá đơn giản rồi. Đấy là Lĩnh giải thích cho anh em mình chưa từng lên bánh bé thôi. Khi anh em lên bánh bé này thì chắc chắn là các bạn sẽ không giữ được lại cái lốp zin các bạn nha, mà anh em cũng phải xuống lốp bé cho Lĩnh. Đấy, lốp bé cho Lĩnh. Và tiếp theo cái đùm đằng sau này. Cái đùm đằng sau này thì các bạn dùng cho Lĩnh toàn bộ cái mâm này này, thì anh em dùng lại đĩa zin đằng sau bình thường và ốc đằng sau bình thường. Tất cả mâm đã sẵn ống chỉ bạc đạn các bạn nha. Sẵn ống chỉ bạc đạn. Đó, sản phẩm siêu hot của ngày hôm nay mà Lĩnh gửi đến cho anh em mình. Lắp như zin cho X-Size 150 và X-Size 155. Set bô thần thánh Z-Leo full cổ inox 304 lắp cho X-Size 150. Bô nổ nghe êm, không bị công an bắt. Đã về hàng anh em nha. Sau hơn 2 tháng bán trước Tết, hàng có rất nhiều, và sau hơn 2 tháng sau Tết thì hàng đã đứt. Vì hôm nay Lĩnh đã quay trở lại với set bô ngon bổ rẻ dành cho X-Size 150 cho những anh em mà thích âm thanh to hơn zin, vẫn đảm bảo cho anh em mình cái chất lượng anh em đi phượt ổn. Thì bây giờ Lĩnh sẽ test cho anh em mình nghe thử âm thanh của em nó. Đây là anh em mình nổ lên, đây là cái tiếng nổ găng ti các bạn nhá, tiếng nổ găng ti. Đó, tiếng nổ găng ti anh em nha. Và bây giờ Lĩnh sẽ nẹt nhỏ nhỏ một chút để cho các bạn nghe thử. Ok. Đấy, tiếng nổ găng ti các bạn nghe lại này. Đảm bảo sẽ nhỏ hơn tiếng bô của Winix. Anh em biết đến bô zin Winix rồi đúng không các bạn? Anh em mình chỉ cần ngồi bên cạnh chiếc bô Winix thôi, với con lon bô này mà để găng ti ấy, thì con bô Winix nó sẽ to hơn rất là nhiều. Đây là một combo ngon bổ rẻ phục vụ cho anh em mình thích đổi mới các bạn nha. Một tiếng bô quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Ở phần cuối video thì Lĩnh sẽ gửi đến cho anh em mình những hạt mưa chào hè.
những hạt mưa chào hè của anh em miền Bắc mình. Thì Lĩnh ở cuối video này Lĩnh chúc anh em miền Bắc và toàn thể anh em bi cơ Việt Nam có một cái mùa hè nói chung là mát mẻ hơn mọi năm các bạn nha. Những cái chuyến phượt nó an toàn và ấm áp hơn. Đặc biệt là những bạn nào mà chưa có gấu thì sẽ có nhiều gấu theo hơn các bạn nhé. Đó, thì trong này thì bạn Sơn bạn đang tiến hành là vào kính em quay này. Đấy. Thanh niên này sắp có vợ rồi, mang hồng sơn. Ok anh em, Lĩnh tếu táo với anh em ở video ngày hôm nay ở trong nhà để cho anh em mình biết là anh em mình vẫn đang tiến hành làm và độ nhận rất là nhiều những cái chiếc xe ở các tỉnh thành gửi đến. Đó thì hai chiếc xe này có XI 4 số này, XI 135 này. Đấy, XI 135 5 số thì trước mỗi XI 135 5 số này chỉ có rửa siêu sạch lại và lên cặp lốp mới này. Lên cặp lốp mới. Thì chiếc xe này thì bạn ấy dọn zin thôi, rửa siêu sạch với lên nhông xin đĩa với lại lốp thôi. Rất đơn giản. Còn chiếc xe XI 4 số bên trong kia thì Lĩnh đang đặt hoàn thiện thì Lĩnh sẽ gửi đến cho anh em một video hoàn thiện chiếc XI 4 số các bạn nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của anh em mình. Chúc anh em sức khỏe và xem video vui vẻ. Bye bye anh em. Hẹn em.